Ơi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ vô chậu cái cây Phật Jackson này nha. Cây si này đó, ở Việt Nam mình chắc kêu cây si đi. Mình kêu cây si nha. Còn đây là nó kêu Phật Jackson. Thì mình kêu kêu cây si đi ha. Ok. Thì cái cây này hôm bữa mình đi Sydney mình mua được cái cây này. Thì cũng đi theo người ta quay phim, thấy cái cây cũng chịu không nổi, à, dành 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 dụm nhịn, cũng Việt Nam mình kêu nhịn ăn sáng cũng 3 4 tháng á, thì mình đây cũng nhịn nhịn ăn sáng 3 4 tháng mới mua được cây này nha các bạn. Mua về thì mình quay giờ hôm nay mình vô chậu nó, rồi mình làm cái video cho các bạn coi, thì để coi coi cái quy trình mình vô chậu cái cây này sao ha. Thì về cái dòng này á, ở tại Melbourne của mình nha, thì hiện tại là chuẩn bị vô hè, thì cái cây này á thì mùa này á, các bạn làm sao cũng được, chắc chắn nó không chết, nhưng mà mùa đông á nha, mà các bạn đụng tới rễ của nó là một là nó yếu, hai là nó si, ba là chết luôn. Còn mùa này các bạn làm sao cũng được hết trơn á. Thì mình mới nhổ cái cây ra khỏi cái chậu, giờ mình tiến hành mình lấy mấy cái đất cũ của nó ra, thì mình lấy ra hết nha các bạn. Rồi thì mình lấy ra hết coi coi làm sao, thì chậu đồ mình đã có sẵn hết rồi, thì mình phải lấy đất ra hết rồi mình mới bỏ đất mới vô. Thì cái dòng si xanh này ở Melbourne này á, thì mình đụng tới rễ nó vào mùa này thì vô tư rồi đó. Thì khi mà mình để vô chậu thử á, thì nó có cái cục u này nè, cao quá, cái chậu mình hơi mỏng, nhưng mà cái bộ đế cây này á, thì cái phần này nó hơi bị cao bự, cho nên là mình dùng cái cưa, mình cưa, mình cũng có cưa máy nữa nha các bạn, nhưng mà cưa máy thì ồn lắm. Mình ai mà chơi cây á, ai mà chơi cây với đi đào cây đâu á, mình nghĩ nên sắm một cái máy cưa này á, mạnh lắm, cưa đã luôn, đi đào cây đồ á, cắt rễ cũng im lắm nha các bạn. Này là cưa cưa rễ cưa cưa rễ nè, rồi có lưỡi cưa mình thay được luôn nha các bạn. Nói chung á là mình cái này mình đang cưa bị hết pin, mình vô mình lấy pin mới rồi mình gần cắt tiếp. Thì đó, thì mình cắt, nói chung là mình cắt cũng hơi bị nhiều á đó. Đó các bạn thấy không, cắt hết nguyên cái đó luôn á, nguyên cái cục thừa lự đó đó. Thì tại vì nó cao quá mình đâu có làm được, nhưng mà mùa này thì mình làm vô tư không có sợ gì hết á. Sau khi mình cắt xong thì các bạn nhớ dùng keo mình siêu lại nha, mình keo mình chát vô nha. Thì mình thì ai chơi cây cũng biết rồi, chát keo này là một phần đừng có cho nó bị thúi cái rễ. Thì chát keo xong thì các bạn để khô chút xíu rồi các bạn hãy bỏ nó vô trong chậu nha. Còn nếu mà các bạn bỏ vô cũng được, làm xong thì đừng tưới nước, lại chừng vài tiếng sau hãy tưới nha. Tại cái keo này mà đụng nước là nó bị hư á. Đó. Chậu nha các bạn. Bây giờ mình bắt đầu tiến hành mình cột cái cây cho vô cái chậu nha. Đó. Cái bên kia mặt chính của mình nha. Giờ mình quay sơ cho các bạn coi. Đó. Mình tại cái chậu này cái gốc cây dưới nó hơi bự, cho nên phải cưa bớt. Đó. Thì khi các bạn chơi bonsai các bạn mua cái cưa này cưa cũng im lắm nha các bạn. Đi đào cây rồi cũng ok lắm á. Khỏi cưa máy ồn ngào. Đó. Thì tổng thể cái cây mình là vậy. Ha. Bây giờ mình tiến hành mình cọc kẽm nó lại. Rồi xong mình vô chậu đó, sẵn đây mình để đây mình cho các bạn coi ha, coi cái quy trình vô rễ nó ha, vô vô đất đó ha. Ok rồi đó. Tiến hành cọc kẽm lại nha các bạn ơi.
Sau khi mình cột cái cây cố định vô trong cái chậu rồi đó, thì chắc chắn cái cây nào cũng vậy nha các bạn. Các bạn tốt nhất là nên cố định nó dính vô trong cái chậu luôn nha. Tại vì nhiều khi mình mới để vô rễ nó chưa phát triển, gió đồ hay là ai đi ngang cầm lắc lư một cái thì cây mình cũng mệt nữa. Cho nên là cách tốt nhất mà an toàn nhất cho cây và cho chính bản thân mình là mình nên cột cái cây vô trong cái chậu. Lúc nào cũng vậy, cây nhỏ cây lớn gì cũng vậy. Trừ trường hợp những người nhiều khi người ta lại coi cây người ta cầm người ta gung lắc rồi, mà nhiều khi cây mình mới làm đó. Thì khi bạn bỏ đất vô, bạn nhớ dùng cái cây chọt vậy nha, để cho nó chạy vô trong mấy cái lỗ hổng, cho mấy cái chỗ khe hở đồ tuốt ở dưới á, thì mình cứ chọt vậy á cho đất nó chạy vô trong. Nói chung là cho đất nó vô trong tận cùng ngõ gách của cái rễ luôn nha các bạn. Như vậy cái cây mình sẽ tốt. Nhiều khi cây mình bị bọng đất, mình cây nó phát triển cũng yếu, nhiều khi tưới nước nó cũng không có đều nữa đó. Thì các bạn nhớ nha, vô đất thì mình cứ làm từ từ, rồi mình lấy chiếc đũa hay gì đó mình xơm giống vậy nha, nhẹ nhàng thôi nha các bạn, xơm nhẹ nhàng thôi nha, xơm mạnh quá chúng rễ tổn thương rồi lại mệt nữa đó. Sau khi mà mình vô đất xong xuôi rồi thì các bạn thấy có những cái cọng rễ nhỏ nhỏ không, với những cái cọng rễ còn lòi trên mặt mặt chậu á đó. Thì khi nhưng mà đất mình thì đã tới cái mặt chậu rồi, thì bây giờ mình dùng mấy cái moss này nè, mấy cái này như rong rêu sơ dừa đổ Việt Nam vậy đó. Nhưng mà cái này ở đây thì người ta có bán, nếu mà các bạn chơi lan chắc cái này có. Thì đó, mình thì mình lấy cái này, còn các bạn ở Việt Nam không có cái này thì các bạn cứ xài sơ dừa đi cũng được đó. Thì các bạn nhét nó vô mấy cái rễ nha, nhét vô mấy cái kẻ rễ rồi mấy cái chỗ nào mà nó lòi lên trên á thì mình cứ nhét vô nha, mình cứ nhét vô đi nha các bạn. Đó, khi mà các bạn nhét vô vậy á thì nó có những cái tác dụng như sau. Ví dụ như rễ mình bị tổn thương á thì cái moss này nè nó sẽ giúp cái rễ của mình tự hồi phục và nó sẽ đâm ra nhiều rễ con nữa. Cái thứ hai của tác dụng khi mà mình đắp moss này á là nó giữ ẩm cho cây. Mùa hè này mình nóng lắm đó, thì mình cứ để một lớp này ở trên vậy á thì rễ nó sẽ ra nhiều, nó sẽ giúp cây phát triển tốt hơn, và nó vừa chữa trị tổn thương những cái rễ mà mình làm tổn thương lúc mà mình thay chậu thay đất rồi nha. Đó, thì mà khi các bạn vô mót đầy cái chậu này rồi đó thì các bạn để vậy á thì một thời gian sau nó sẽ lên rêu đồ đẹp lắm. Nhưng mà hiện tại á cái mùa này của mình đây chim nó nhiều lắm, nó bươi dữ lắm bạn. Các bạn vô vậy chừng qua ngày sau chắc bươi bấy ngày hết, cho nên mình phải thêm một cái lớp đá để trên mình chống chim bươi nha. Đó, thì tại sao các bạn thấy mình để lớp đá trên là vậy, thì lớp đá này nó cũng mình để lên vậy thôi, thì để cho chim nó đừng có thấy mấy cái smart đó nó bươi rồi hư cây rồi làm tùm lum tùm la đó. Rồi bây giờ những cái chỗ nào có thẹo rồi nó chưa lành thì mình cứ chét vô thôi, lấy keo mình chét vô để cây của mình nó liền lạc rồi nó phát triển mạnh mẽ nha. Mình thì thấy cái chỗ nào chết là mình không thích đâu, mình thích cái cây là phải khỏe mạnh nè. Mấy cái cây này thì không có cần lũ đâu, càng lũ thì cây càng mục à, thì cứ làm được gì làm đó. Rồi coi như là xong rồi đó. Thì từ cái cây mình mua về cho tới ngày hôm nay mình vô chậu á, các bạn thấy không, cuối cùng có được một tác phẩm để chơi đó. Thì cái cây này mình về mình cũng tỉa cành sơ sơ, rồi mình cũng bẻ một cái cành qua để mình làm ấy nha. Rồi thôi, clip mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.